Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua để nói về những thông tin liên quan đến thị trường crypto Đầu tiên hết chúng ta đã nhận được cái thông tin rất là lớn ngày hôm nay Đó chính là thông tin nhiều bạn chờ đợi Chi tiết về lời phát biểu và email qua lại của cựu giám đốc SEC Hinman là như thế nào Thì trước khi mình Thuận đi vào chi tiết Thường đã chia sẻ một cái bài lập luận cũng khá là dài với các bạn trên mạng xã hội Nhưng mà Thuận sẽ đi vào từng điểm một Và chia sẻ thêm những chi tiết và những suy nghĩ của Thuận trước hết thì các bạn nên hiểu cái thông tin được chia sẻ là những cái email qua lại giữa cựu giám đốc hin mình với là những người ở scc và thứ nhì là chúng ta có những cái văn bản như là văn bản trên màn hình đây là cái văn bản qua lại giữa quan chức SEC trong đó đương nhiên có cụ giáo đốc Hinman à, và bên tay phải các bạn thấy được những cái comment đó là đây là những cái bình luận của nhiều người khác nhau và chính những bình luận này sẽ cho chúng ta thấy được bên trong cái suy nghĩ của SEC về lời phát biểu của cụ giáo đốc Hinman như thế nào. Nói chung đó, thì cái thông tin liên quan tới email của cụ giáo đốc Hinman nó không tốt đối với lại SEC nó cũng không tốt đối với lại Ethereum và nó cũng không giúp ích được gì cho công ty Ripple các bạn đó là cái suy nghĩ của thuận hiện bây giờ nhưng mà những gì chúng ta nhận được từ cái thông tin này thật sự sẽ có thể giúp đỡ được cho tương lai pháp lý của thị trường crypto nói chung nhưng mà đối với ba đơn vị này đó thì hầu như đây là cái tài liệu mà nó không những là không giúp ích được mà nhiều khi còn mang đến thêm nhiều rắc rối nữa cho nên chúng ta mới thấy được là SEC luôn muốn niêm phong tài liệu này mà không muốn giao ra nhưng mà các bạn đã biết rồi Ripple thì đã đòi hỏi tài liệu này trong vòng 2 năm qua rồi à, và bây giờ tài liệu này được công bố thì trong đó chúng ta đã biết những gì thì trước hết á, dựa trên những gì mình thuận đọc các email chứng từ qua lại của cụ do đó thêm mình dường như không có đủ chi tiết để chúng ta tin tưởng rằng Ripple sẽ chắc chắn sẽ thắng trong vụ kiện này nhưng mà nó có đủ chi tiết để đặt SEC vào một cái thế khó Đầu tiên hết thì SEC đã tuyên bố rằng cụ giám đốc Hinman đã tự hành động và quan điểm của ông về Ethereum không phải là chứng khoán đó là ý kiến riêng của ông chứ không phải là quan điểm của SEC đó là điều mà chúng ta đã nghe lập luận nhiều tại SEC rồi chúng tôi không muốn đưa ra tài liệu đó tại vì đó là quan điểm cá nhân của cựu giám đốc Hinman mà thôi cựu giám đốc Hinman nghĩ Ether không phải chứng khoán chứ không phải là SEC nghĩ nhưng mà ngược lại đó những tài liệu qua lại email và những cái comment thường vừa chia sẻ với các bạn đó thì lại cho thấy các nhân viên của SEC đã tham gia vào quyết định này và không chỉ riêng là Hinman mà ngay cả nhiều quan chức SEC đã có ý định gặp và Tyler Boudrin vào năm 2018 để xác nhận sự hiểu biết của họ về tvm và cái email này là cái mail cũng đang gây ra nhiều sự tranh cãi các bạn à, các bạn đã biết là ở hoa kỳ đó thì đã có một cái scan rất lớn gọi là Watergate các bạn scan này đã dẫn đến là tổng thống nixon lúc đó của hoa kỳ đã phải từ chức À, chúng ta cũng đã nhớ là thời của cựu tổng thống trump chúng ta có russia Gate các bạn nhưng mà bây giờ ở trong crypto chúng ta có ethereum Gate e -gay, các bạn à, nói chung đó, đây là một cái drama đang được nói đến ở trên những mạng xã hội và đây trên căn bản là một thuyết âm mưu mà thôi thường thấy là nhiều người đưa ra những cái khẳng định thật ra không có gì là để khẳng định các bạn chúng ta chỉ có một cái email bên dưới này mà thôi thì nói chung đó, email này là liên quan đến cái điểm thường dừa new à, về việc là có nhiều quan chức SEC đã muốn nói chuyện về tìm năm 2018 để xác nhận sự hiểu biết của họ về tìm có đúng hay là không trước khi mà họ đưa ra cái À, lập luận Ether không phải là chứng khoán thì chúng ta đã thấy được là trong cái email bên dưới này đã, đã gửi cho tổng cộng là theo thường nhớ là 19 quan chức của SEC và người gửi đó chính là cựu giám đốc Hinman thì trong cái tài liệu này đó, để thằng Zoom và các bạn thấy rõ hơn thì đây là cái văn bản được gửi cho những người này và nói là họ nghĩ Ether không phải là chứng khoán và không cần phải quản lý Ethereum như là chứng khoán và họ sẽ gặp riêng Ethereum À, trong tuần đó, đây là cái email đã được gửi vào ngày 4 tháng 6 năm 2018 để à, có thể hiểu rõ hơn cách hoạt động của Ethereum Foundation. Thì cuối cùng nữa, SEC có gặp Ethereum và Tyler Boutron hay không thì chúng ta không có biết Nhưng mà điều này đã cũng khiến cho nhiều người đặt câu hỏi Tại vì thường SEC đâu có coi trọng một dự án nào trong thị trường tuổi đâu các bạn Họ đâu có gặp riêng ai trước khi mà họ ra bất cứ quyết định gì Tại vì nếu như mà các bạn muốn lập luận cái gì là chứng khoán hoặc vài chứng khoán Thì tại sao các bạn lại đi hỏi chính cái đơn vị mà liên quan các bạn cho như các bạn là giám đốc hiến bình thời điểm đó đi các bạn đã đưa ra lập luận là ether không phải chứng khoán rồi bây giờ các bạn muốn gặp và talibudrin và muốn gặp team foundation các bạn sẽ hỏi gì các bạn tôi nghĩ ether phải chứng khoán anh nghĩ sao không lẽ bên đó nói là không tôi nghĩ anh đón sai rồi ether là chứng khoán đương nhiên họ sẽ ether phải chứng khoán các bạn cho nên đây là việc làm mà nhiều người cho là không hợp lý. À, mặc dù đó, các bạn thấy được là một email này không thể chứng minh được là có ai đó đã cho Hinh mình lợi ích để nói về Ethereum. Nhưng mà hành động này không giống cách làm của SEC như thằng chia sẻ. Chúng ta chỉ biết là Hinh mình trước đây làm việc với một văn phòng luật có tên là Simpson-Tacker. Và văn phòng luật Simpson-Tacker này là một thành viên của Enterprise Ethereum Alliance À, thì có phải đây là văn phòng luật sư đại diện cho một đơn vị nào đó hay là họ đại diện cho chính Team Foundation Chúng ta không biết tất cả chỉ là những cái thuyết âm mưu mà thôi các bạn Chúng ta chỉ biết khi nào mà có một cuộc điều tra Chúng ta sẽ nói thêm chi tiết về vấn đề này một lát nữa Bây giờ chúng sẽ trở lại để mà tiếp tục nói tới những cái lập luận khác mà chúng ta đã biết được trong cái số email này à, điều kế tiếp đó là như thường đã đề cập trong bài post hồi sáng này email cho thấy là sec cũng không rõ là luật chứng khoán sẽ áp dụng vào tiền điện tử như thế nào à, và nói rất rõ ràng khi mà các bạn xem những cái comment của những quan chức của sec đó đã có nhiều câu hỏi là có chắc cái này áp dụng được hay là cái này nó thực sự nó cũng không có à, nằm ở trong cái à, lập luận how we test vân vân thì ngay cả những quan chức của sec cũng không rõ là luật chứng khoán áp dụng như thế nào thì làm sao những người trong chuyện này hiểu được các bạn à, và một điều thú vị đó là có một lập luận là khi một mạng lưới đã đủ phi tập trung thì không ai có trách nhiệm đăng ký, công bố kết quả tài chính và không có đơn vị nào có thể tự ra quyết định được. Lập luận của Guido Hinman là có một lỗ hỏng pháp lý, có nghĩa là cần một luật mới chứ không phải là luật chứng khoán hiện tại. Khi mà nói tới cái lập luận là một mạng lưới mà đủ phi tập trung thì nó không phải là chứng khoán nữa đây là một lập luận cực kỳ quan trọng thôi. giải thích chi tiết với bạn thêm một lát nữa tại vì nó liên quan đến những gì mà công ty ripple muốn điều tra hiện tại và điều này đó đã khiến cho một số những quan chức à, nhắc nhở hình mình lập luận này nó không có nằm trong how we Test và nếu như mà đưa ra cái lập luận à, là thêm một yếu tố nữa những mạng lưới nào phi tập trung hoặc là chứng khoán đó thì nó là một cái lỗ hỏng pháp lý mà chưa chắc lỗ hợp pháp lý này là nên do SEC lắp lại có nghĩa là đây có thể là thuộc về một đơn vị khác chứ không phải là SEC họ chỉ quản lý chứng khoán mà thôi cho nên phải cẩn thận khi mà đưa ra lập luận này nhưng mà cuối cùng nó đây vẫn là lập luận mà cụ giáo đốc thì mình dùng để nói Ether không phải chứng khoán Kế tiếp nữa, email cho thấy là bài phát biểu của Hinman là để cung cấp sự rõ ràng cho ngành công nghiệp crypto về chứng khoán là gì. Nói cách khác, Ethereum đó chỉ là một ví dụ mà thôi Nhưng mà khi mà phát biểu đó thì rất rõ ràng là cựu giáo đốc mình đã lấy Ethereum làm trọng điểm Các bạn có thể nhìn thấy được những comment qua lại đó khi các bạn nhìn cái tài liệu chính Sẽ nói là nhiều người nói là làm sao thì làm nhưng mà miễn cái bài phát biểu này đó là nói chung về crypto Chứ đừng nói riêng một crypto nào hết nhưng mà cuối cùng bài phát biểu này là riêng về Ethereum mà thôi trong trường hợp Ethereum đó, thì cụ đốc Hyman nói là Ethereum đủ phi tập trung. Lưu ý là họ không có định nghĩa đủ phi tập trung là gì. Đây là một mấu chốt. Và Ethereum đang được sử dụng làm phí gas. Điều này chúng ta đều biết. Không phải chỉ để trade. Cho nên không phải là chứng khoán. Đây là một cái tóm tắt về lập luận của cụ đốc Hyman và những cái comment. Kế đó, đó thì email chỉ ra một sự thật mà SEC không thích thảo luận các bạn đó chính là trong cái vụ kiện ngày xưa giữa SEC và Huawei đó nhưng mà nào mà muốn hiểu rõ hơn thì thường đã chia sẻ trong một cái video gần đây về cái vụ kiện liên quan đến tại sao chúng ta lại có một cái kiểm tra gọi là Huawei test cái gì là chứng khoán trong cái vụ kiện đó các bạn đã nhớ là cây vườn Camwood không phải là chứng khoán hợp đồng vận hành vườn Camwood mới là chứng khoán tương tự khi chúng ta nói tới vàng đi thì đương nhiên vàng là một hàng hóa các bạn vàng không phải là chứng khoán theo định nghĩa của luật pháp hiện tại ở hoa kỳ nhưng mà quỹ vàng etf thì là chứng khoán được quản lý bởi sec đây là một cái logic mà phần nào cũng có thể áp dụng được cho crypto chỉ đơn giản hơn đó là token chỉ là một cái mã nguồn mà thôi các bạn ICO, IDO đó là những hoạt động chứng khoán có nghĩa là một đơn vị đứng ra để bán những cái token này đó là một hoạt động chứng khoán một hội đồng đầu tư nghĩa là SEC nên kiện các công ty phát hành thay vì kiện token và giao dịch trên sàn đó thì không phải là chứng khoán trừ khi có một bên trung tâm chịu trách nhiệm liên tục quảng bá nó đây là một cái logic rất là phức tạp các bạn. Nói chung đó, thì nếu như mà chúng ta giả sử như lấy ví dụ là Cardano đi thì bản thân Cardano dựa theo luật này thì không phải là chứng khoán nhưng mà lúc mà Cardano được bán bởi đơn vị tập trung có thể lúc đó là Cardano Foundation không nhớ là ai là đơn vị đứng ra bán Cardano đợt đầu tiên thì đáng lý đâu SEC phải kiện đơn vị đó chứ không phải là token cái token này chỉ là một mã nguồn mà thôi cũng giống như vàng cũng giống như là camwit nó chỉ là một cái hàng hóa chứ nó không phải là một hợp đồng đầu tư Hy vọng các bạn hiểu cái sự khác biệt ở đây và kế tiếp nữa nhân viên của sec cũng bày tỏ lo ngại về việc là công khai bài phát biểu này vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng là sau này lỡ như mà sec muốn nói y tới là chứng khoán đó thì sẽ có sự ảnh hưởng như là họ cũng đã nghĩ cho sau này rồi nhưng mà cuối cùng đó thì à, giám đốc himmel à, không biết là đã thảo luận như nào cái bài phát biểu này đó vẫn là bài phát biểu đã được chia sẻ Rồi email cũng cho thấy là không phải tất cả các nhân viên của SEC đều đồng ý rằng vấn đề về phân phối token Nghĩa là nếu một nhóm đang nắm giữ phần lớn token nào đó và kỳ vọng giá sẽ tăng Điều này đã không liên quan đến thử nghiệm Howie à, Thì chúng ta đã thấy được là ở trong cái lập luận đó Thì cụ giáo đốc Hyman nói là một trong những yếu tố khác nữa là nếu như mà một đơn vị thứ ba nào à, Bất cứ ai mà lưu trữ nhiều token giống như trong trường hợp của XRP vậy các bạn Nếu mà lưu trữ quá nhiều token thì đó cũng có thể là không đủ phi tập trung mà là một cái chứng khoán thì không phải có đồng ý đâu tại vì nhiều người nói là cái này nó cũng không nằm trong thử nghiệm Huawei thử nghiệm Huawei có bốn điều chúng ta thường hay nói đến nhưng mà cái việc phi tập trung hay là cái việc là lưu trữ bao nhiêu cổ phần hay là bao nhiêu chứng khoán đâu có phải là một trong những điều đó nhưng mà chủ tịch SEC hiện bây giờ cũng nghĩ điều này là một yếu tố chứng minh một token nào có thể là chứng khoán thì trước khi thông chia sẻ các phần còn lại đó thì thuận chuyển qua để mà nói tới Giám đốc pháp lý của Ripple đang nghĩ gì sau khi đọc những email này các bạn Và các bạn nên hiểu là họ đã đọc email này trước đó rồi Hôm nay sau khi mà đã đến ngày chia sẻ họ chia sẻ lên với mọi người Thì họ cũng đã có một thời gian để suy nghĩ rồi Cho nên các bạn đã thấy là nhanh chóng ở trên Twitter của store Adorati Đã có một cái video làm rất là chỉnh chu về sự kiện này Để Thượng chia sẻ những gì mà Giám đốc pháp lý của Ripple muốn làm thì Stuart Alroy đã kêu gọi một cuộc điều tra về cựu giám đốc SEC Henman để xem liệu Henman có bị tư lợi khi mà tuyên bố y tự không phải là chứng khoán năm 2018 hay là không đây chính là cựu giám đốc Henman của SEC các bạn rồi Ripple cũng đã cáo buộc rằng là Hinman đã sử dụng một yếu tố mới gọi là đủ phi tập trung không dựa trên luật hiện hành và bài phát biểu này đang gây ra sự hỗn loạn trong thị trường crypto. Do đó nên được gỡ bỏ khỏi SEC website và không bao giờ được sử dụng vì bất cứ lý do gì. Cái này nó khá là thú vị các bạn tại vì Tôi nghĩ rằng việc mà kêu gọi một cuộc điều tra đối với lại cụ thì mình thì cũng hợp lý mà thôi. Tại vì cái hành động của năm 2018 thì nó cũng không có lo lắm, cũng không phải cách làm của SEC như thường dự chia sẻ với các bạn. Nhưng mà việc lên án mạnh mẽ bài phát biểu này, bài phát biểu mà Ripple, các bạn đã nhớ đây là cái thông tin, cái bài phát biểu mà Ripple đã yêu cầu trong hai năm qua và liên tục đấu tranh để SEC chia sẻ thông tin này bây giờ đó thì họ nói là cái bài phát biểu này đã nên được xóa bỏ đi và cái yếu tố đủ phi tập trung là một yếu tố mà không có uh, trong cái uh, luật hiện hành hiện bây giờ thì tôi uh, nghĩ cái này tôi nghĩ mà thôi các bạn thường đâu có biết là ở trong nội bộ của ripple đang nghĩ gì tôi chỉ nghĩ là công ty ripple đó họ hy vọng là trong những văn bản này uh, họ có thể tìm thấy được là có một ai đó trong đó chúng ta sẽ có cựu giám đốc hinman đã dùng lập luận của how we test để chứng minh Ether không phải chứng khoán thì họ hy vọng là họ có thể dựa vào lập luận đó để nói là ripple cũng giống như vậy cho nên không phải là chứng khoán nhưng mà cuối cùng cái mà họ nhận được đó thì không có lập luận gì liên quan tới how we test hết, mà lập luận mà họ nhận được đó chính là một yếu tố mới là yếu tố đủ phi tập trung mà trong khi yếu tố này đó lại không có bất cứ một cái định nghĩa nào đủ phi tập trung là như thế nào các bạn bao nhiêu cái máy nô mới gọi là đủ phi tập trung hệ sinh thái như thế nào mới gọi là đủ phi tập trung còn về số lượng token thì nó phải phân bổ như thế nào mới gọi là phi tập trung đó là những điều mà chúng ta đều không có biết cho nên khi mà các bạn thấy có một yếu tố như thế này đó thì SEC muốn nói sao cũng được và đương nhiên đây là điều mà Ripple không muốn rồi Đó là sự cá nhân của Thuận Cho nên mới đầu Thuận nói là cái văn bản này đó cuối cùng cho thấy được là nó Thứ nhất là đương nhiên nó đem cái sự rắc rối đến cho Ethereum thứ nhì nữa nó cũng không giúp đỡ gì được cho công ty Ripple hết các bạn và thứ ba nó cũng không tốt đối với là SEC đây chính là lý do tại sao mà chủ tịch Gary Gensler đã đấu tranh để không chia sẻ thông tin này trong hai năm qua nhưng mà tôi thì nghĩ là những email này nó giúp ích được cho con đường pháp lý tương lai của crypto nói chung và nó sẽ giúp ích được uh, cho vụ kiện của công ty Coinbase và công ty Binance thì bây giờ đối với lại SEC các bạn thấy được là trong cái email mà chúng ta nhận được từ của mình thì nó phức tạp hơn là chúng ta nghĩ. À, câu hỏi đặt ra luôn là tại sao mà Gagan sẽ lại muốn niêm phong tài liệu này đến như vậy Bởi vì nó đưa ông vào một cái thế khó các bạn Nếu như mà STC muốn bây giờ đó nói ngược lại Bây giờ nói là Ethereum đó bây giờ là chứng khoán Tại vì hiện bây giờ Ethereum là Proof Stake Năm 2018 Ethereum là Proof Work Nó là một cái loại đồng khác, một mạng lưới khác Bây giờ đã là mạng lưới khác hoàn toàn rồi Cho nên bây giờ Ethereum là chứng khoán Điều này đương nhiên là có thể nhưng mà SEC sẽ phải thứ nhất là cho thấy rằng mọi người tại SEC sau 5 năm từ năm 2018 tới bây giờ đó nhất là những cái quỹ viên của SEC à, đều đồng lòng và hiểu cái gì là chứng khoán khi là không phải khi mà nói tới crypto à, các bạn nên biết là ở SEC bây giờ đó chúng ta có bốn quỹ viên và chúng ta có một chủ tịch thì quỹ viên Hester Peer chắc chắn sẽ không đồng ý với điều này đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là ethereum hiện tại là proof stake khác với lại proof work nhưng mà nhiều lý do tại sao mà ether không phải là chứng khoán được đề cập đến bên thân mình thì vẫn còn ví dụ như là ether vẫn đang được sử dụng làm phí gas và vẫn đủ phi tập trung như là trước đây thì nếu như mà nói bất cứ đồng nào là proof stake đều là chứng khoán đó thì sec lại phải nói tại sao những đồng proof stake là, là chứng khoán tại vì proof stake hay proof work nó đâu có nằm ở trong lập luận của how we test đâu Điều thứ ba nữa đó là Gary phải chứng minh rằng tất cả lo trực trước đây đều dựa trên Ethereum năm 2018. Bây giờ đó là năm 2023 rồi. Nhưng mà ngay cả những logic mà được dùng trong năm 2018 đó thì cũng đã nhìn nhận là khi mà Ether bán ICO năm 2014 đó là một chứng khoán. Nhưng mà tới năm 2018 thì lập luận là không phải là chứng khoán Ngay cả cái bài lập luận này cũng đã đưa ra cái điểm đó Thì bây giờ năm 2022 đó một lần nữa Nếu như mà SEC muốn gọi tên Ethereum thì Ether lại một lần nữa là chứng khoán Là chứng khoán là không phải là chứng khoán bây giờ là chứng khoán nữa Đây là một điều mà không dễ với Gary các bạn Tại vì nếu làm như vậy đó thì Gary Gensler phải nhìn nhận một ý tưởng mà ý tưởng này là ý tưởng mà SEC không muốn nhìn nhận các bạn là tình trạng chứng khoán biến đổi theo thời gian với sự phi tập trung nếu đúng như vậy đó thì uh, giao sẽ trả lời rất nhiều những câu hỏi khó khăn hơn các bạn có hiểu đây là cái sự việc rất là quan trọng tại vì nếu như mà giao nói là năm 2023 nghìn hai bây giờ là chứng khoán bây giờ điều kiện ether thì nghĩa là một cái tài sản nào đó tình trạng chứng khoán sẽ thay đổi theo thời gian chứ không có phải như là trước đây người ta nghĩ là cái gì là chứng khoán thì là không phải dựa theo how we test là chứng khoán là chứng khoán không phải là không phải bây giờ đó thì lại có cái yếu tố là thay đổi thời gian như vậy à, thì nếu như đó là sự thật đó, thì quan tòa sẽ hỏi là bây giờ vậy thì những cái dự án mà đang được coi như là chứng khoán đó thì họ cần phải làm gì để thay đổi không phải là chứng khoán nữa à, thì các bạn sẽ được là đó là những câu hỏi mà chưa chắc SEC có thể trả lời được và chưa chắc đó là những câu hỏi mà nên do SEC trả lời có thể dẫn đến là crypto phải được quản lý bởi một đơn vị khác hoàn toàn tại vì SEC cũng không thể nào mà có cái khả năng trả lời những câu hỏi như vậy tại vì họ chỉ quản lý chứng khoán mà thôi nếu giờ chứng khoán thì họ quản lý nếu không phải thì họ không có quyền can thiệp bây giờ đã tôi nghĩ là các bạn đã hiểu tại sao mà Gary không thể trả lời câu hỏi đơn giản của quốc hội Ether có phải là chứng khoán hay là không Câu hỏi này nghe dễ nhưng mà cực kỳ khó trả lời đối với là những gì mà chúng ta đã hiểu bây giờ à, Và nếu như mà Gary Gensler trả lời y tư là chứng khoán Thì nó lại sẽ mở ra tất cả những câu hỏi này Và nó sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả những gì mà SEC đã làm bây giờ và sau này Đó là những gì chúng ta nhận được từ email của cựu giám đốc Hinman Cái mà chúng ta chờ đợi 2 năm qua các bạn có thể đối với lại Ripple à, họ cảm thấy thất vọng, có thể đối với lại SEC họ cảm thấy đây à, là một cái sự kiện rất là xấu, ít nhiều gì cũng đã cho người dân thấy được là SEC không có phải là một đơn vị đáng tin cậy và đối với tìm cũng mang tới nhiều rắc rối. Nhưng mà đối với thuận đó, thì thuận lại cảm thấy được chúng ta đã nhận được những gì và còn hơn những gì mình chúng ta mong muốn nữa các bạn. Rồi ngày hôm nay đó chúng ta cũng có những thông tin liên quan tới Binance thì Binance cũng đã đưa ra cái lập luận và lập luận của Binance là liên quan tới BNB nhưng mà nó sẽ áp dụng với nhiều token khác nhau. Thì các bạn đã biết là SEC cũng đã nói à, đồng BNB là một chứng khoán à, thì luật sư của Binance đã đưa ra cái lập luận là nếu như nói BNB chứng khoán đó thì nó phải là một cái hợp đồng đầu tư dưới luật chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà dưới luật chứng khoán đó thì một hợp đồng đầu tư cần phải có ba yếu tố đây là tài liệu được chia sẻ bởi jamie hogan các bạn thì ba yếu tố là gì ba yếu tố đó đó thứ nhất là một hợp đồng đầu tư thì đương nhiên là một hợp đồng mà được ký bởi người bán và người mua có thể nhiều bạn nghĩ điều này cũng dễ chứng minh mà thôi nếu như mà các bạn là người mà đã mua ICO à, đồng BNB này hồi, hồi xưa ấy, thì đương nhiên là các bạn thấy được là sàn Binance bán các bạn mua thì điều đầu tiên này hợp lý nhưng mà đối với một hợp đồng đó thì sau khi các bạn đã mua cái gì đó ký hợp đồng rồi thì phần thứ nhì đó chính là hợp đồng phải nêu ra được là sau khi đã mua hay là ký hợp đồng thì trách nhiệm của hai bên là gì cái này nó khó chứng minh hơn các bạn có phải là sau khi các bạn mua đồng BNB thì sàn Binance có trách nhiệm À, là phải làm cái gì à, theo hợp đồng hay là không Có phải là họ cần phải à, đưa ra bao nhiêu ứng dụng phải tập trung thì đương nhiên không có rồi, các bạn các bạn chỉ mua token mà thôi điều này nó khó chứng minh hơn và điều thứ ba đó chính là hợp đồng đó phải nêu rõ ràng là cái người mua hợp đồng này à, sẽ có quyền nhận được lợi nhuận khi mà cái người bán dùng tiền của người mua để kinh doanh hay là làm ăn gì đó có lời sẽ chia cho cái người mua token À, thì điều này lại càng khó chứng minh hơn nữa các bạn các bạn là người giữ BNB token bây giờ thì sang Binance làm ăn mà họ có lời thì họ đâu có chia lợi nhuận cho các bạn dựa theo các bạn lưu giữ bao nhiêu đồng BNB đâu đây là cái uh, điều mà khó chứng minh hơn nữa cho nên trong ba điểm này đó Binance đã nói là không hợp lý nếu như nói đồng BNB là một hợp đồng đầu tư theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ và Binance hôm nay cũng đã ra tòa với lại SEC về cái việc là SEC muốn đóng băng tài sản của Binance US thì bây giờ ra thỏa thuận mới nhất là SEC sẽ không đóng băng tài sản Binance US nữa và cho phép Binance US tiếp tục trả lương và các chi phí khác liên quan tới vận hành công ty miễn là sang Binance US cam kết là không được trong bất kỳ trường hợp nào thực hiện thanh toán hoặc là chuyển bất cứ tài sản nào cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân của Binance có nghĩa là không được di chuyển tài sản ra vào giữa Binance US và những công ty thuộc quyền quản lý của Binance Đặc biệt đó là CZ không thể có quyền truy cập vào bất cứ tài sản nào của BAM Trading hoặc Binance US đây là một cái thỏa thuận giữa hai bên mà thôi các bạn nhưng mà vẫn đang diễn ra chưa có kết thúc các bạn và thẩm phán vẫn chưa ký thỏa thuận này nhưng mà đây cũng đã đỡ hơn là nếu như mà sàn Binance bị đóng bằng tài sản thì mình nếu đóng bằng tài sản thì như là Binance nói chẳng cái gì kêu họ đóng cửa đi. Chúng ta cũng có cái cập nhật đến từ SEC và Coinbase thì, thì bạn đã biết là ngoại trừ SEC kiện Coinbase ga, thì Coinbase cũng đã kiện SEC đòi hỏi SEC là cung cấp chi tiết luật chứng khoán áp dụng như thế nào đối với crypto. Các bạn đã nhớ đây là cái lần thứ nhì rồi Tại vì lần đầu tiên thì SEC kêu tòa án nói là bác bỏ cái đơn kiện này Nhưng mà cuối cùng tòa án là không SEC phải trả lời trong vòng 7 ngày Thì cuối cùng họ cũng đã trả lời các bạn Nhưng mà đáng tiếc thì SEC đã nói là họ vẫn đang làm việc Đi đưa ra một cái luật để quản lý thị trường này Và có thể là sẽ có những thông tin chi tiết trong vòng 120 ngày có Nghĩa là trong vòng khoảng chừng 4 tháng nữa các bạn Nhưng mà Điều này đó thì lại khác biệt hoàn toàn so với những gì được chia sẻ bởi chủ tịch CEO Gansler. Bởi chủ tịch Gensler luôn nói gì các bạn đã nhớ. Chủ tịch Gansler nói là không cần phải có luật mới, luật chứng khoán hiện bây giờ sẽ áp dụng đó với crypto. Nhưng mà trong cái câu trả lời đến từ SEC đó, họ nói là bây giờ họ sẽ không đưa ra bất cứ chi tiết nào, nhưng mà họ sẽ có những cái thông tin chia sẻ trong vòng khoảng hai 120 ngày nữa. Thì cái này hoàn toàn khác biệt các bạn và đây là cái mâu thuẫn lớn giữa câu trả lời này với những gì mà được chia sẻ bởi chủ tịch CEO Gansler chúng ta sẽ chờ thêm chi tiết và ngày hôm nay đó chúng ta cũng đã có được một cái thông tin là ở hạ viện hoa kỳ đó thì bây giờ chúng ta có nhiều người của đảng cộng hòa hơn ở hạ viện của hoa kỳ và chúng ta đã thấy được là những đảng viên đảng cộng hòa đã kêu gọi chủ tịch scc hãy rút cái dự luật liên quan đến định nghĩa nhà môi giới là gì các bạn hãy nhớ là scc đó thì muốn định nghĩa nhà môi giới bao gồm luôn cả những người mà cung cấp mã nguồn cho thị trường crypto này giống như là những developer và ngay cả những người mà tham gia vào staking hay là những người mà tham gia vào đào hay là thậm chí những người mà vận hành những cái DeFi Họ nói tất cả những người đó đều là môi giới trong thị trường chứng khoán mà cần phải đăng ký Thì điều này hoàn toàn không có hợp lý cho nên bây giờ đó những cái đảng viên Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi Chủ tịch SEC rút cái dự lượng này lại Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là nếu như mà không rút thì cũng sẽ bị từ chối mà thôi Làm gì sẽ tốn thời gian thôi thà rút về đi và cũng không biết lý do tại sao mà SEC lại muốn đẩy nhanh những cái dự luật này. và đối với lại ở uh, hạ viện Hoa Kỳ đó thì nhiều người cho là SEC muốn nhanh chóng kiện những công ty này nhanh chóng xử lý Binance US xử lý Coinbase uh, để có thể làm được những mình cần làm trước khi mà quốc hội ra luật tại vì khi quốc hội ra luật rồi đó có thể sẽ không tới lượt SEC lên tiếng là thị trường crypto được xử lý ra sao nhưng dân biểu ở Hạ viện Hoa Kỳ thì nó là SEC đó, những cái cách làm này sẽ thúc đẩy tất cả những nhân tài và những cái dự án ra khỏi Hoa Kỳ và chúng ta cũng đã có cái thông tin đó chính là thông tin đến từ Polygon các bạn thì Polygon 2.0 đó cũng đã sắp sửa ra mắt và các bạn đang thấy được họ cũng nhấn mạnh là Polygon Network được gây dựng bên ngoài Hoa Kỳ các bạn thấy được là nhiều chuyên án bây giờ đó họ sợ dính líu trong Hoa Kỳ đến như vậy cho nên những gì mà sec làm nó có ảnh hưởng rất lớn đối với cái con đường phát triển của crypto ở trong nước hoa kỳ và chúng ta cũng đã thấy là ít ra đó, bây giờ quốc hội đã toàn lực để đưa ra một luật rồi các bạn chúng ta đã kêu gọi quốc hội có một luật crypto rõ ràng ở hoa kỳ bao nhiêu năm qua rồi họ cứ ta tata như vậy bây giờ cuối cùng đó thì họ cũng đã gấp rút hơn rồi các bạn một một phần cũng phải cảm ơn chủ tịch Joe Chancellor đã kiện những sàn à, đã làm những hành động khiến cho nhiều người à, không ăn ngủ yên các bạn dẫn đến là quốc hội phải nhanh chóng đưa ra luật rồi, chúng ta hôm nay đã cũng có một cái phiên điều trần ở Hạ viện của Hoa Kỳ liên quan đến crypto và Thuận thì không có thời gian để mà xem cái uh, cuộc điều trần này và cũng không thấy nhiều thông tin các bạn có thể là cuộc điều trần này nó cũng không vừa là nổi bật nhưng mà có một vài điều được chia sẻ trên báo chí để thường chia sẻ với các bạn à, thì cũng có một số những dân biểu đó họ cũng đã cảm thấy à, bất ngờ khi mà nhiều người trong trường crypto này đó họ thà được quản lý bởi CFTC hơn là SEC. Các bạn nên hiểu đây đó là CTC không phải là một đơn vị mà không có luật hay là luật giải cho crypto đâu. CTC cũng có rất là nhiều những luật cắt giao các bạn và CTC cũng đã từng kiện một số dự án trong thị trường này rồi. Nhưng mà CTC đó ít ra cũng có một cái cách quản lý thị trường này nó lo hơn. Và đối với nhiều người đó crypto nó giống như là hàng hóa, giống như là vàng, giống như là bạc, giống như là những hàng hóa khác hơn là chứng khoán. Thì có nhiều những dân biểu cũng đã thấy bất ngờ về cái sự đề nghị này nhưng mà thật ra đó thì thường thấy là Corey Garrison đây là một trong những luật sư một giám đốc luật sư làm việc cho văn phòng luật Stepto và Johnson LLP trước đây đó người này là luật sư của ủy viên Hester Pierce ở SEC thì người này cũng đã chỉ được là thật ra đó thì chuyện này sau này sẽ được quản lý à, hợp lý hơn là bởi cả hai đơn vị là CFTC và SEC tại vì rất là rõ ràng là chúng ta có những cái token nhưng mà thực token, token đó đại diện cho chứng khoán. cái như chúng ta đã nói tới ngày hôm qua, thông tin liên quan tới một ngân hàng ở Trung Quốc cũng đã ra quyết định là họ sẽ bán à, những cái trái phiếu thông qua lưới của Ethereum. Thì rất rõ ràng đó là những cái token đại diện cho chứng khoán các bạn và đương nhiên phải được quản lý về SEC nhưng mà ngược lại đó phần lớn những token sẽ được quản lý bởi CDC tại vì các bạn nó là những hàng hóa và cái lập luận how we test đó, là một lập luận đã có từ rất lâu năm rồi và thật ra nó đã quá lỗi thời và không dễ dàng áp dụng được với lại crypto hiện bây giờ cho nên nó không nên được tiếp tục sử dụng đó chính là những gì mà được nói đến trong buổi đưa trần ngày hôm nay hôm nay có rất nhiều những thông tin để bật các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX hay là Binance hay một số những dịch vụ khác. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.